fool. Yeah, yeah.Bên trong trung tâm thành phố chỉ toàn là bọn xã hội đen, chúng nó bắt buộc phải lấy số để mà có thêm nhiều đàn em mặc quần bỏ ba lỗ, hoạt động vào lúc 2 giờ đêm, ngồi kín trong xe 16 chỗ vẫn đang lướt lướt trên con đường quen. Bên trong trung tâm thành phố chỉ toàn là bọn xã hội đen, chúng nó bắt buộc phải lấy số để mà có thêm nhiều đàn em mặc quần bỏ ba lỗ, hoạt động vào lúc 2 giờ đêm, ngồi kín trong xe 16 chỗ vẫn đang lướt lướt trên con đường quen.Nhanh gọn trong phút mốt, mày cứ tìm tao nếu như cần vay. Cho bán kính 20 cây số, mọi thứ đều nằm trong tầm tay. Hàng đã vận chuyển đến gần đây, bọn tao có cả một đường dây. Toàn là có tiền án tiền sự, chúng nó sẵn sàng cực tính mạng ngay. Cẩn thận bị ăn băm, vì băng đang trẻ này hung hăng. Tao thấy mấy mấy ra ngắm trong túi thủ sẵn cả dao găm. Quả biển nó hơi căng, chỉ vì có ý định chơi khăm. Và rồi đã xảy ra hỗn loạn, sau đó có tiếng nổ súng tại cây xăng. Bên trong trung tâm thành phố.Chỉ toàn là bọn xã hội đen, chúng nó bắt buộc phải lấy số để mà có thêm nhiều đàn em mặc quần bỏ ba lỗ, hoạt động vào lúc 2 giờ đêm, ngồi kín trong xe 16 chỗ vẫn đang lướt lướt trên con đường quen. Bên trong trung tâm thành phố chỉ toàn là bọn xã hội đen, chúng nó bắt buộc phải lấy số để mà có thêm nhiều đàn em mặc quần bỏ ba lỗ, hoạt động vào lúc 2 giờ đêm, ngồi kín trong xe 16 chỗ vẫn đang lướt lướt trên con đường quen. Hey, yeah, Kumagadek Việt NamLa go outside, me the sao riêng ha. Mình yak to fight me, I don't give fuck, bro, we'll see you in line. Oh, bad, some let home, mình nằm mai mi. Lên này là khứ hết phốt, thì vô mình khi cha. Ay, Southside Thailand, cú tham mình lon, nhìn vô phoi. Lướt mình run, nhìn nền chai. Nam cú hot, nhìn vô cry. Bình ni cú get rich, nam cú bay đầy dịch cay. Thu quân cú tôm, cú tài bay. Thế mình mới đam, mình gặp mấy năm đại cay. Bên trong trung tâm thành phố, chỉ toàn là bọn xã hội đen. Chúng nó bắt buộc phải lấy số để mà có thêm nhiềuquần bỏ ba lỗ, hoạt động vào lúc 2 giờ đêm, ngồi kín trong xe 16 chỗ vẫn đang lướt lướt trên con đường quen. Bên trong trung tâm thành phố chỉ toàn là bọn xã hội đen, chúng nó bắt buộc phải lấy số để mà có thêm nhiều đàn em mặc quần bỏ ba lỗ, hoạt động vào lúc 2 giờ đêm, ngồi kín trong xe 16 chỗ vẫn đang lướt lướt trên con đường quen.